1 2 3 Hà Nhi. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Và đó là bạn là Hà Nhây. Em cũng chọn hình tượng con mèo để cho em phụ nữ đi đó anh. Tại vì tưởng em đàn ông dữ lắm. Ekip em gọi em là cô bé đàn ông. Huy được biết là sau khi bạn tham gia một cuộc thi thì có một khoảng thời gian bạn gặp một số cái trắc trở. Bao giờ mà anh nhớ người yêu cũ. Bao giờ mà anh nhớ người yêu cũ. Hoặc là anh muốn tri ân người yêu cũ. Tri ân. Thì hãy đến với đêm nhạc của em. Bon vote cho Miu. Cảm ơn chị, em cắn lại chị cái. Chỉ cần thay đổi một điều thôi, đó là đi nhậu đừng có trốn về trước là được. Sao anh hỏi vụ đấy nhỉ? Anh quan tâm vụ tình cảm hay là gì không của có. Em anh yêu? Vô cùng nhạc chất là ca khúc này chứ đâu nữa. Xin mời Miu Quý Tộc ạ. Trời ơi dễ thương quá. Một tiết mục bùng nổ. Không, cái này em nói thiệt nha. Ai phải can đảm lắm mới cover lại một bài của chị Thu Minh á mọi người. Can đảm là khi chọn bài này cover lại. Nhưng mà tài năng là khi biến bài này ra một định dạng khác của mình mà vẫn hay đó. Cái đó mới đáng khâm phục. Xịn quá. Tại sao Miu Quý Tộc lại chọn bài Am Diva cho cái đêm rất là quan trọng như ngày hôm nay ạ? Dạ, tại vì qua mấy vòng á, em có đọc comment của khán giả. Khán giả kêu em hát nhép. Nên là em chọn bài này để hát, để chứng minh cho khán giả nè. Em mong hát nhép. Là vì em có cái đoạn giao lưu với khán giả đó. Mà đi ra, đi vào, đi vô. Quá. Xu, đi vô là xu. Đi vô nghỉ xong rồi đi ra lại. Không, cái này mình phải đi vô là đi vô vòng trong kìa. Ok. Em là một người rất là thông minh và cái gu thẩm mỹ âm nhạc em rất là tốt. Với những cái bài hồi nãy mà đánh theo cái kiểu soul như vậy là đòi hỏi bản thân cái người ca sĩ đó họ phải cảm nhạc tốt, họ mới hát không có rớt nhịp. Tại vì với cái dạng nhạc đánh nó nghe thì tưởng tiết tấu, nhưng mà để hát cho nó đầy thì khó hát lắm. Cái tiết tấu trong người phải giỏi. Chứ không thôi là tự nhiên nghe nó lọt thỏm với ban nhạc thì ban nhạc người ta quýnh chắc quá. Mà hôm nay em hát cái giọng này nó khác hoàn toàn mấy dòng trước nữa, giỏi nữa, khen cái đó nữa. Tiết chế hơn rất là nhiều so với những cái dòng trước luôn. Hát giọng rất là bay nhẹ nhàng luôn. Thông minh. Cái bài này Tiên khẳng định là Miu hôm nay thực sự là next level đúng không? Khi mà em nghe anh Huy nói là chị chọn ca khúc Am Diva để hát thì em mới bảo chứ thật, một nữ ca sĩ mà cái quãng giọng tầm khoảng trung trầm như thế này sẽ hát cái bài đấy như thế nào? Thì đến khi mà nghe xong cái bản này thì em thấy đây là một cái phiên bản thực sự nó rất là khác biệt và nó đúng cái chất của chị. Và trong cái giọng hát của chị nó có một cái khàn rất là đặc trưng, rất là hay. Cái raspy đấy thực sự không có quá nhiều người có. Đúng rồi. Em thấy thích vô cùng. Hay quá. Em nhắm mắt lại mà em có thể tưởng tượng ra nó sexy kinh khủng khiếp. Nói tới cái chữ sexy của Phúc, của anh mới phải nói thêm Miu như thế này. Yeah. Anh không biết gì về con người của em trước đó, nhưng anh dám chắc chắn em là một người yêu rất nồng nàn. Em mới có được cái trải nghiệm để hát ra những cái nốt nhạc này, đúng không em? Dạ, lúc em hát cái đoạn em sexy đó. Em có nhìn anh Thành á, em lấy cảm xúc. Tại vì là em rất là muốn anh Thành chú ý em. Vòng tới là em cũng chuẩn bị em may cái váy nó hơi ngắn này nè, là để thi hậu chân dài. Anh dạ, bà nhén nó mới bớt sexy đó bà nội. Dạ, anh Thành thấy ok không? Này nè. Mà người ta đang hỏi là yêu như thế nào, tự nhiên sexy chi vậy bà? Dạ chưa, em chưa yêu ai hết trơn á. Đừng có xạo. Em là em thề trên mạng sống của anh Thành á, là em chưa hề yêu ai luôn. Ủa, thề trên anh tôi luôn. Thề trên mạng sống của tôi. Thầy khôn ghê. Mà Tiên, em có đồng ý với anh là phải yêu nhiều mới hát được cái cảm giác đó không? Chính xác, yêu nhiều, trải nhiều và đau khổ nhiều. Nó làm mới sao có cái mà sự hát mà không yêu mà hát lạ lơi như vậy được Miu ơi. Dạ. Em không thể nào fake cái chuyện lạ lơi của em trên sân khấu. Trừ trường hợp là em diễn thôi nha, đừng có mở miệng ra. Mở miệng ra là bà bớt sexy liền luôn á Miu. Bớt sang đi á chạy. Không sang nữa. Trời.
Thôi tôi lại bà ơi. Tự nhiên nghe cái giọng dù là làm em rồi nhưng tự nhiên xong nghe giống giọng miền Trung quá vậy ta, chứ không giống miền Bắc. Hồi nãy em nói là miền Bắc với miền Trung. Cô này ba miền luôn đó. Nói được ba miền. Cô này ấy, nhiều khi là gốc Bắc rồi lại người miền Trung mà sống ở miền Nam. Nhưng mà nếu mà miền Trung thì em có cái tên ở trong đầu không? Chưa, để từ từ em nói chị. Dạ em suy luận đã. Cô bé từ từ. Dạ. Dạ chị bảo anh á đừng có tin chị Tiên. Chị Tiên là bị em lừa vòng trước rồi. Ra là chị Tiên là chị sai á. Lanh quá à. Cái giọng của cái cô này khiến cho bọn anh muốn nhào lên sân khấu cắn cổ một cái dễ sợ luôn á. Tại vì nghe nó phê á anh. Nhưng mà bọn anh cảm giác cái bài này nha, mặc dù là cô hát rất hay, nghe rất là phê, nghe rất là sexy, nhưng mà bọn anh lại có cảm giác là nếu như mà đúng cái người mà bọn anh đang nghĩ á nha, thì hát một cái thể loại nhạc khác sẽ kinh khủng khiếp và nổi da gà hơn rất nhiều. Mời em cho cái tên. Em thử coi. Từ từ để em nghĩ. Không, em có một cái tên trong đầu rồi á. Cái người này em chưa bao giờ đi hát chung à. Em chưa bao giờ gặp ở ngoài luôn. Nhưng mà em lại nghe nhạc của cái chị này nhiều gần đây. Tên gì ạ? Em đoán là chị Hà Nhi. Chị Hà Nhi là ai ạ? Mà bớt lại mà Miu. Đây, đôi tai thẩm âm Khoa. Ta-da. Em đây, em thẩm nãy giờ không may cho bà Miu này. Lại không may. Lại từ đầu hố cho mình. Thật ra thì đầu tiên là phải gửi lời khen ngợi cái đã. Miu biết rằng nếu mà so về giọng hát bản năng của mình thì không thể nào mà so được với lại chị Thu Minh hay là kia, nên là Miu đã lựa chọn một cái phiên bản diva rất là tinh nghịch. Đúng. Có nghĩa là làm mọi thứ rất là vừa phải. Tôi chờ mãi một cái khúc cao trào Miu sẽ bứt phá ở phía sau hơn, nhưng mà Miu đã không làm vậy. Có thể đây là cái lựa chọn an toàn, cũng có thể là quãng giọng của Miu bị hạn chế ở những nốt cao. Thì sao? Thì tôi khoanh vùng đối tượng lại. Mời bạn. Nói đúng cái người hồi nãy nói với em nha. Miu đang mong chờ mình nha. Mình là nhạc sĩ, mình phải chịu đúng trách rồi. Nhiệm. Mình phải chịu trách nhiệm với những gì mà mình suy nghĩ. Nào hai, dạ. Không, thật ra bây giờ Khoa hỏi Miu một câu nè. Khoa với Miu có đi nhậu với nhau lần nào chưa? Trời ơi, qua tới nhậu luôn. Nhiều tư tình quá. Dạ em là một người có thể nhậu được. Nhưng mà em chơi nhậu với anh Khoa bây giờ. Thề đi, nếu mà không nói thật là bài sau là không có giảm giá nữa nha. Nữa lại tiếp nữa. Giá Miu ơi, em yên tâm đi. Anh thân với Châu Đăng Khoa lắm. Anh nói cho nó giảm cho em cho. Dạ, anh thầm thề đi. Thề đi. Anh thề bà đi. Sơ hở bà lấy tôi ra bà thề. Yêu quá à. Không phải, mà mình quạo đứa này đi chấm người ta mà cứ đe dọa người ta. Chơi gì kỳ vậy? Thật ra cái việc mình sở hữu một cái giọng hát mà nó đặc trưng, nó vừa là một cái vật rất là hay. Khoa anh đừng có trì hoãn để nói ra cái tên đó nữa. Anh nói ra cái tên đó đi. Cái tên đó là tên gì Khoa? Bùng nổ luôn á, tên này bùng nổ lắm luôn á. Lên mặt báo liền. Nói đi chứ. Trong đầu Khoa thì có... Dạ mình đi lấy ly cà phê mình uống đi. Ê, bây giờ mình cho Khoa một cơ hội đi. Thật sự thằng bé nó đang bị sang chấn tâm lý với chuyện tình cảm. Ok. Trong đầu Khoa bóp lên những cái tên sau. Mà về chiều cao nè, cân nặng nè, quãng giọng nè, nó khá là tương đồng. Tôi đang nói tới người ca sĩ Thu Thủy. Vẫn là Thu Thủy. Ê, tôi nghi là Khoa nó yêu Thu Thủy hay sao? Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư xem đồng thời trên Vion. Và bây giờ tôi đọc đầu tiên phải là ấn tượng đầu tiên chứ, cái gì cũng phải có lần đầu mà. Cặp anh em song sinh đều viết chung đáp án. Ủa vậy? Đó chính là Vũ Thảo My. Nhưng mà anh Thành có mở ngoặc, đóng ngoặc ở dưới thêm một cái tên nữa, Orange. Và option thứ 3 gần nhất là Hà Nhi. Cam đoan 100% là option này sẽ chính xác. Yeah. Như lời anh Thành chia sẻ. Và bây giờ ba cố vấn còn lại, chúng ta vẫn xác nhận đáp án của mình từ trước đến giờ đúng không ạ? Tôi nghĩ là thế này nè, tất cả chúng ta hãy cùng 1, 2, 3 thử nói ra cái tên của 5 người. Yeah. Mình nghĩ có giống nhau hay không nhờ. Bây giờ ai mà nói ra mà sai á, bao cả đoàn đi ăn tiệc đi mời. Rồi ok. Tại vì tôi đây tôi lo là lo cho Châu Đăng Khoa. Châu Đăng Khoa hay nghĩ những cái option lạ lùng lắm. Thử nha. 1 2 3 Hà Nhi. Trời ơi. Dễ sợ luôn.
Và bây giờ chúng tôi công bố xem có đúng là Hà Nhi hay không nha. Mở ra. Hà Nhi cho em hát bài nữa đi. Nè em mở ra làm sẽ hát nè. Mở ra. Cái gì mà nhẹ nhàng với con gái nhà người ta thôi. Và đó là bạn có phải là Hà Nhi hay không? Tôi cần xác nhận bạn là Hà Nhi. Bỗng Nhi. Như vậy thì với phần lộ diện này, cả Tiến Thành và Tóc Tiên đều không được cộng điểm, bởi vì đáp án này là đáp án sai rồi. Nhưng chúng tôi vẫn ghi nhận sự cố gắng từ vị trí của anh Tiến Thành. Ủa em có mẫu mặt đúng không? Tiên là vòng 1 mới đúng luôn rồi. Không, em ghi hai cái tên mà em ghi tên bạn này ở vị trí thứ hai. Thành ra là tính thành cái tên 1. Tức là em đã muốn chốt cái tên thứ hai nằm trong tờ giấy của em rồi. Thì cho nên là cho phép em xin được giữ kín thân phận của Miu đi đúng nha. Rồi. Bảo mật luôn. Dạ. Ủa em có mẫu mặt đúng không? Không. Hồng. Không có. Em ghi một tên duy nhất. Em hồi bữa xong luôn anh cũng mở ngoặc đó em. Không tính em à. Cái ma lực nào của The Masked Singer cuốn hút bạn để bạn phải hóa thân vào trong Miu quý tộc? Em đi đến vòng này thì em rất là vui. Và em càng ngày càng thấy là cái hình tượng con mèo nó rất là hợp với em. Bởi vì là em ở nhà cũng rất là đỏng đảnh, không có ăn hành mà thích hành người khác thôi. Em cũng chọn hình tượng con mèo để cho em phụ nữ đi đó anh. Tại vì tưởng em đàn ông dữ lắm. Ekip em gọi em là cô bé đàn ông. Là cho đến khi mà em bắt đầu bước vào nghề và được uốn nắn dần dần thì giới tính của em bắt đầu được dạ bẻ cong đi. Và nhiều chương trình The Masked Singer thì em cũng nhận ra là em cũng có một cái sự con gái, một sự đằng đẳng nhất định. Wow. Huy được biết là sau khi bạn tham gia một cuộc thi thì có một khoảng thời gian bạn gặp một số cái trắc trở. Mình thể chia sẻ thêm cho khán giả được biết cũng như là ban cố vấn được biết là hành trình đó của mình như thế nào không ạ? À? Em nghĩ rằng là ai cũng sẽ có một cái chặng đường như vậy. Mỗi người sẽ có một câu chuyện riêng. Và cái sự trắc trở đó đôi khi mình chia sẻ ra thì không ai có thể hiểu được cái sự trắc trở đó bằng chính mình. Và đã có những lúc mà mình muốn bỏ cuộc đúng không Phúc? Nhưng mà chị nhìn thấy cái sự tỏa sáng của em và chị bước đến showbiz này thật sự là rất là vô tư và đầy bản năng. Nên là đối với em thì đó là một chặng đường khá là thú vị chứ đúng không ạ? Nếu mà chặng đường mà quá bằng phẳng thì giống như là nhịp tim của mình vậy, nó sẽ bằng như thế này thì nó sẽ không thể đập được. Và em nghĩ là chặng đường em khá là thú vị, chỉ hơi buồn là anh Thành trước đây chưa biết em. Mặc dù có một lần em nhìn thấy anh Thành ở ngoài em thấy đẹp trai quá trời luôn. Hôm đó là em hát ở trong một cái sự kiện và em được gặp anh Thành lần đầu tiên. Và đến tận ngày hôm nay em được gặp chị Tiên, được gặp chị Bảo Anh, được gặp Phúc và được gặp anh Khoa. Thì em cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì mọi người đã nhận ra cái giọng hát của em ngày hôm nay. Yeah. Có lẽ là một cái gì đó hơi tiếc cho anh khi anh biết đến em hơi trễ. Và hôm nay em phải nói là nice to see you. Bởi vì anh mới biết đến em qua cái bài Chưa Quên Người Yêu Cũ. Anh nghe bài đó của em anh khóc. Đôi khi nó chẳng phải là vì cái chuyện mình đã trải qua, nó chỉ là vì cái cảm xúc nó quá đẹp thôi. Mình tưởng tượng được cái nhân vật đó đã trải qua cái gì. Và anh thấy là em là một người từng trải. Và anh chắc chắn em yêu rất nhiều rồi em mới có thể hát được tốt như thế thật sự. Em yêu ít lắm, em nói thiệt. Nhưng mà khi mà em hát bài Chưa Quên Người Yêu Cũ mà được anh Thành biết tới thì em cũng mong sẽ có cơ hội. Bao giờ mà anh nhớ người yêu cũ. Bao giờ mà anh nhớ người yêu cũ. Bao giờ mà anh nhớ người yêu cũ. Hoặc là anh muốn tri ân người yêu cũ. Tri ân thì hãy đến với đêm nhạc của em. Không, anh luôn luôn tri ân người yêu cũ. Không ai dạy mình giỏi bằng người yêu cũ cả. Ê, chính xác. Dạ.
Có một cái Bon muốn chia sẻ là khi mà hai bạn trình diễn với nhau ở trên sân khấu, Bon gọi là trình diễn chứ Bon không gọi là battle, nó hay quá và Bon vote cho Miu. Cảm ơn chị, em cắn lại chị cái. Hồi nãy nói rồi, muốn lao lên cắn chuột cái tại vì cái giọng này Bon thích quá. Cái giọng của Báo Mắt Biết là một cái giọng mà em biết là nó quá nội lực và nó quá sắc sảo và tinh tế. Nhưng mà hỏi là trái tim và lý trí nữa thì hỏi Bon chọn điều gì, Bon sẽ vẫn chọn đi theo trái tim và Bon vẫn vote cho Miu, vote cho Hà Nhi. Cảm ơn chị rất nhiều. Bon thật sự rất là yêu cái giọng hát này. Không, anh yêu giọng hát của em, nói thật sự. Chắc là ở đây tất cả anh chị em nghệ sĩ mình trong nghề lâu rồi mình cũng biết rằng là có một cái điều mà dù nó hơi tâm linh một xíu nhưng mình phải tin đó là đôi khi thời điểm nó là một cái gì đó nó rất là lạ lùng trong cái sự nghiệp của mình. Tại vì thực ra là chị biết Nhi trước đây rồi, chị có thấy poster Nhi diễn bên Mỹ, chị có biết Nhi qua Miu Amazing luôn, nhưng mà thú thật là chị không có ấn tượng gì về Nhi hết cho tới khi mà chị nghe cái bài Chưa Quên Người Yêu Cũ của em và nghe những cái clip mà Nhi diễn trên YouTube ở các địa điểm ở Đà Lạt. Lúc đó chị mới thấy cô bé này bắt đầu tới cái giai đoạn chín mùi rồi đó. Cho nên chị nghĩ rằng cộng với cái bài hát đó, cộng với cái hiệu ứng từ những cái show diễn, và quan trọng nhất là lần này em có The Masked Singer Việt Nam, một cái nơi để khán giả thực sự trở thành fan của Hà Nhi. Và anh tin chắc chắn là với những gì em đã trải qua tới bây giờ, khán giả Việt Nam chắc chắn sẽ yêu mến một Hà Nhi như cách họ đã yêu mến một Miu quý tộc. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ. Em biết chị Hà Nhi từ năm 2015. Đợt đó là em thi chương trình Cũng Cùng Năm Đó. Xong rồi em có xem, em có theo dõi thì em đã ấn tượng với giọng hát của chị Hà Nhi rồi. Tại vì nó là một cái giọng từ hồi đó đã như thế này, nhưng bây giờ nó đã sexy hơn rất là nhiều. Em còn nhớ cái tập mà chị bị loại. Là em cũng rất là tiếc. Và đúng khoảng là một khoảng thời gian em cũng không có thấy chị xuất hiện ở đâu. Và đến bây giờ chị trở lại thì thực sự rằng là cảm ơn vì chị đã quay trở lại. Và cảm ơn đã đem cái giọng hát này đến cho quý vị khán giả. Nếu mà chị không có xuất hiện thì thực sự là đã mất đi một cái giọng hát rất là đẹp. Nhớ về xây bài chị nhá. Thật ra thì nãy giờ nghe mọi người chia sẻ, mình là người yêu quý Miu hết á. Nhưng thực ra ở đây không có ai yêu quý Miu bằng Khoa, tại vì chúng tôi sắp ra bài với nhau rồi mọi người. Nữa. Em thật sự là không ngờ là chương trình lại có thể sắp xếp anh Khoa vào trong một cái vòng như thế này luôn. Nghĩa là Khoa và Hà Nhi thì cũng không còn xa lạ gì với nhau nữa. Có những đêm thu âm với nhau rồi, những đêm anh em đi nhậu với nhau, chia sẻ rất nhiều thứ. Và trong mắt Khoa hiện tại thì Nhi đã hát rất hay rồi, mọi thứ đã rất tuyệt vời rồi. Chỉ cần thay đổi một điều thôi, đó là đi nhậu đừng có trốn về trước là được. Ok ơi, người ta con gái bắt ta nhậu cho hư giọng nhậu dữ lắm anh. Nãy anh Thành nói đó, nói chơi mà đúng thiệt. Hàng uống bia dòng cái nghe án là nó rửa chứ không phải là gió như nhóm không giọng về em. Hèn chi trong cái clip VT ở vòng 2 hay sao á, có hình của những cái người mà đến từ Nghệ An, Công Phượng đúng không, Phan Mạnh Quỳnh đó. Đúng rồi, thật sự là chị Tóc Tiên quá là thông minh luôn. Em thật sự rất là nhưng bất ngờ. Nhưng mà cái hình mà với Trọng Hiếu là sao? Ủa là sao anh hỏi vụ đấy nhỉ? Anh quan tâm vụ tình cảm hay là gì không của có. Em anh nhớ? Có câu chuyện người tình tin đồn. Hôm đó Hiếu ở đây Hiếu lúng túng lắp bắp. Có một mối tình ngoại truyện nào chăng? Hoặc là cùng chung sống với một mái nhà. Anh bội rội hàng bình rình. Anh là đi là 80% là coi dịnh liệu về tình cảm đấy nè. Tại em hơi lành thôi. Mà có không? Bây giờ em nói thế nên nó không có khách quan không nào. Là có anh Hiếu ở đây làm một cái live show. Em nói chuyện luôn. Ba mặt một lời. Em trắng đen 10 mặt một lời luôn. Ok được. Mà trong những cái hình mà chúng tôi cung cấp cho hội đồng cố vấn coi rõ ràng luôn là có một chi tiết Miu quý tộc có đưa một cái bàn tay lên và chỉ lên mặt trăng. Phía xa xa có mặt trăng, có một con gà ám chỉ nhà thờ con gà ở Đà Lạt. Là hát show Đà Lạt. Sâu, sâu xa dữ vậy luôn đó hả? Wow, xin cảm ơn Hà Nhi rất là nhiều bởi vì đã dành thời gian đến với The Masked Singer Việt Nam.
Và chúc mừng bạn đã mang đến một hình ảnh của một miêu quý tộc rất nhiều màu sắc, dễ thương có, nhí nhảnh có, nội lực có, một chút đanh đá cũng có. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai thì Hà Nhi sẽ tiếp tục thành công với dự án của mình, và đặc biệt sẽ có thêm nhiều bản hit đình đám nữa và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của bạn. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn tất cả ekip chương trình cũng như là tất cả ban cố vấn, bởi vì đây là cái niềm hạnh phúc rất là lớn của em trong năm 2022. Thường thì em sẽ viết được vào trong nốt của em là những cái điều mà quan trọng nhất mỗi năm, và đây có lẽ là cái điều tuyệt vời nhất của Hà Nhi trong năm 2022. Và xin cảm ơn mọi người một lần nữa rất là nhiều ạ. Tất cả mọi người luôn ạ. Yeah. Ca sĩ mặt nạ The Match Singer Việt Nam lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư, xem đồng thời trên Beyond.